giày đỏ dành cho lễ Giáng sinh. Rồi mà con còn chưa chọn cho mình một món quà nữa. Không có gì sánh bằng con gái quý nhất và đẹp nhất của ba đâu. Và ba cũng là người giàu nhất, quan trọng nhất vậy. Này, con đừng bao giờ nói như thế. Chào ông chủ tịch. Xin chào. Chào Lily. Giao mục sư à, để tôi giúp cho một tay nha. Cảm ơn ông. Dường như mỗi năm công việc càng nặng hơn vậy. Nhưng mà dựng cảnh Chúa Giáng sinh là một phần quan trọng của ngày lễ mà. Ai ai cũng phải góp sức, kể cả ông chủ tịch xã nữa. Ba ơi, mình đi đi. Được rồi, mình đi. Ông mục sư xin lỗi nhé. Hôm nay chỉ làm tới đó thôi, vì còn có chút việc phải làm cho con gái của tôi. Con là con một của ba kia mà. Nói vậy cũng đúng. Mình đi nhé. Ông chủ tịch, mời mua một tờ báo. Đây là bản tin đặc biệt, còn hai ngày nữa là đến ngày lễ Giáng sinh rồi. Cảm ơn chị Thu Cúc. Tin tức Giáng sinh bao giờ chẳng tốt chứ. Này, thôi chị giữ tiền lẻ luôn đi nhé. Cảm ơn ông chủ tịch. Chắc ông đang là tinh thần vì ngày lễ Giáng sinh phải không? Đúng vậy, chị Thu Cúc nói đúng đấy. Tinh thần Giáng sinh mà. Bà ơi, đi mau lên. Được thôi, mình đi nhé. Xin chào. Chào chị Lệ Liên, chị có cần tôi giúp một tay không? Cảm ơn, chị tử tế quá. Xã mình trông đẹp quá, hình như ai cũng trang hoàng nhà cửa của mình. Đúng vậy, tất cả mọi người. Các anh chàng Hưng cô đơn đó năm nào cũng vậy hết. Sắp đến Giáng sinh rồi, anh không thấy sao anh Hưng? Càng đến nhanh thì càng hết nhanh, mong cho nó chấm dứt sớm đi. Tôi không hiểu sao anh ghét lễ Giáng sinh đến như vậy à. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại thích cái ngày lễ Giáng sinh đến như vậy chứ. Tôi thấy bình thường thôi. Tôi thích mọi thứ về lễ Giáng sinh, từ việc thắp nến chờ đón Chúa Giáng sinh, những buổi tiệc ăn mừng, rồi dự lễ trong nhà thờ, cho đến cái không khí Giáng sinh tưng bừng trong xã. Và tôi còn lại thích đi mua quà Giáng sinh cho gia đình nữa. Năm nay tôi định mua cho vợ tôi một chiếc áo ấm. Còn con gái tôi thì nó liệt kê các món quà ra dài cả cây số đấy. Tôi làm gì mà có gia đình chứ. Bây giờ còn có việc gì khác hay hơn để làm là ngồi đây sự thích gũi lũi của tôi chăng? Anh Hưng nặng lời làm chi vậy? Tôi hiểu lời bóng gió của anh. Tôi không nói bóng gió. Thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Còn mày nữa, muốn gì đây? Lại đến đây để hỏi về chuyện Giáng sinh phải không? Này, đừng có làm phiền tao. Ngày lễ Giáng sinh chỉ là cái cớ để người ta tham lam thôi. Tao chỉ muốn tránh xa nó. Gì vậy? Ai đó? Anh Hưng, mua báo hay không? Tôi còn một tờ thôi. Chị không thấy tôi bận việc lắm sao? Tôi không có thì giờ đọc báo dớ dẫn đâu. Tao kiểu bánh hôm nay có bánh ngọt ngon lắm. Anh nên mua để mà đãi khách trong ngày Giáng sinh chứ. Chị và tôi đều biết rằng không có ma nào đến thăm tôi hết. Hôm nay và nhất là trong ngày lễ Giáng sinh nữa. Anh Hưng này, năm nào tôi cũng mong có sự thay đổi cho đời anh. Dù sao tôi cũng thành thật chúc anh có một Giáng sinh vui vẻ. Mày mà biết cái gì? Mày chỉ là con quạ ngốc thôi. Gì nữa đây? Ai đó? Muốn gì? Anh tiếp đón ông chủ tịch xã như vậy hay sao? Xin ông chủ tịch tha lỗi cho. Tôi cứ ngỡ là cái bà già đó thôi. Cái gì? Tôi đâu dám nói ông chủ tịch là bà già.
bằng chứng là ông chưa có già mà. Thôi quên chuyện đó đi, hôm nay tôi đến đây là có chuyện rất quan trọng đó. Như vậy ông chủ tịch muốn tôi làm cái gì đây? Tôi đang tìm một món quà Giáng sinh thật hoàn hảo cho con gái cưng của tôi. Có không tin là bác có thể tìm thấy món quà ở đây đâu. Tuy nhiên mình phải tìm mọi nơi mới được. Này anh Hân, anh có đôi giày nào đẹp hay không? Thưa ông chủ tịch, rất tiếc là lâu nay tôi có đóng được một đôi giày mới nào đâu. Công việc của tôi bây giờ chỉ là sửa những đôi giày cũ của dân chúng trong xã này mà thôi. Bà ơi, mình chỉ mất thời giờ ở đây thôi, đi đi nào. Mày có thấy hay không, ta đã mất một mối sộp rồi đấy. Đúng rồi mày, đúng rồi. Đáng lẽ ta đề nghị đóng cho con ông chủ tịch xã một đôi giày mới bằng tấm da màu đỏ tuyệt đẹp mà tao đã để dành từ lâu nay. Nhưng bây giờ thì đã quá trễ, ông ấy sẽ mua quà Giáng sinh tại một nơi khác. Ông chủ tịch hả? Ông ấy trở lại kìa. Xin chào anh Hân. Thì ra là bà. Dạ chỉ có một mình tôi thôi. Nhưng mà hôm nay tôi có việc làm cho cậu đây. Việc gì vậy? Cậu tin nổi không? Tôi không biết ai đã dứt bỏ một đôi giày đẹp như giày đây. Đôi giày này à, chỉ đáng liệng vào giọt rác mà thôi. Tôi tưởng cậu tài giỏi như vậy thì thừa sức để sửa lấy nó. Tôi đinh ninh cậu có thể sửa giùm tôi đôi giày cho cháu Thiên Ân đó mà. Thật là tội nghiệp, quà Giáng sinh của cháu nó đấy. Sửa cái gì nữa chứ, quả chăng tôi có phép thần thì mới sửa được thôi. Tôi trả công cho cậu mà. Trả công ư? Trả bao nhiêu đây? Bằng bắp củi tốt này, tôi đã định để dành để sưởi ấm cho tôi và cháu Thiên Ân. Cậu làm ơn nhận lấy đi. Bắp củi dụng này đáng bao nhiêu mà nhận? Tôi gian cậu mà. Tôi biết bắp củi này chẳng giá trị gì so với công của cậu, nhưng mà là cả gia sản của tôi chỉ có ngần ấy thôi. Mà cháu của tôi lại cần có giày để đi, đó là quà Giáng sinh của nó. Xin cậu nghĩ đến tinh thần bác ái của ngày Giáng sinh. Tinh thần bác ái cái gì? Mình phải gọi là tinh thần tham lam thì mới đúng. Tất cả mọi người ai cũng lo về quà Giáng sinh hết, nhưng mà có bao giờ ai cho quà tôi đâu, nhất là ngày Giáng sinh nữa. Cậu Hân à, tôi không ngờ cậu lại. Giáng sinh có ý nghĩa cao cả hơn là cho và nhận quà. Với tôi không có cái gì hết. Quà Giáng sinh chỉ là một biểu tượng để nhớ lại món quà mà trời cho chúng ta. Thấy chưa, chẳng chỉ là quà thôi. Nhưng này cậu Hân, trời đã cho chúng ta món quà là con của Ngài, là Chúa Giê-xu đã sinh ra tại Bethlehem để cứu nhiều người đấy. Cậu nghĩ như vậy có đáng ăn mừng hay không? Nhưng mà... Nhưng thôi, xin chào cậu. Hân, anh Hân, ông là ai? Ông cần gì? Đừng sợ, ta mang đến cho một tin mừng. Điều này không thể có được. Ông có thật không vậy? Hân, anh nên vui mừng đi, vì Giáng sinh sắp đến với anh rồi. Không, đây chỉ là một ảo tưởng thôi. Trong mùa Giáng sinh này anh sẽ nhận được quà. Không có người nào dạy dỗ cho quà tôi đâu. Tôi ghét nhất là quà đấy. Quà này hơn hết mọi sự. Quà này là do Thượng Đế ban cho. Có thật không? Quà có Thượng Đế cho tôi à? Chị Thu Cúc, chị có biết trong xã mình ở đâu bán đồ kỷ niệm không? Tôi rất cần mua một món quà tặng cho một người đặc biệt đấy. Vậy tiệm sách đó có được không? Ngay bên kia đường kia kìa. Ý kiến rất hay, cảm ơn chị. Anh Hân vui thật đấy. Hôm nay mới thấy anh ra đường. Anh cần mua cái gì vậy? Chào anh Tuấn Tú. Tôi cần mua một món quà độc đáo nhất. Cho anh xem đây.
Bức tranh này đẹp lắm nhé, hiếm có lắm đấy. Rất đẹp nhưng mà chưa đúng mức tôi muốn. Tôi cần mua thứ đẹp nhất. Bức tượng này là đẹp nhất rồi, anh thấy không? Trông giống như là thật vậy. Không được, mà hình như tôi đã thấy bức tượng này ở đâu rồi. Anh không có thứ nào hay hơn sao? Cái nào đẹp nhất, hay nhất và đặc biệt nhất đấy? Vậy anh tới đây, tôi có cái này. Đây này, anh xem đi. Đó chỉ là cái hộp thôi, anh từ từ xem đi. Thật là đẹp đấy. Ba ơi, ba nhìn kìa. Chào ông chủ tịch, chào cháu Lily. Cái này là cái gì đây hả? Ba à, cái này đúng là quà của con rồi. Ba mua cho con đi. Khoan đã, món đó tôi đã mua rồi. Tiền của tôi đây này, lấy hết đi. Tiền vàng ở đây này, anh ấy trả bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Này, chịu không? Ôi ba. Này khoan đã anh Hân. Còn chiếc hộp này nữa, độc đáo không kém đâu. Ông thật không hiểu gì hết. Tôi cần mua cái tốt nhất. Thôi, tôi đi chỗ khác mua đây. Chào cụ, để tôi giúp một tay nhé. Cụ này, cụ thường thích trao đổi quà Giáng sinh có phải không? Phải, nếu như nó được tặng đúng theo tinh thần của ngày lễ. Nếu phải đổi quà với một người đặc biệt, cụ đổi món gì? Điều đó còn tùy người đó là ai. Người đó chính là Thượng Đế. Nếu phải tặng quà cho ngài, cụ sẽ tặng món gì? Tôi sẽ tặng ngài những gì tôi tặng hằng ngày. Đó là tội lỗi tôi để cho ngài tha thứ. Sự yếu đuối để được mạnh mẽ. Sự buồn bã để đổi lấy niềm vui. Là như vậy sao? Đó là những điều tôi không nghĩ đến. Cậu có nghĩ kỹ đi. Nghĩ thật sâu tận đáy lòng rồi cậu sẽ nhìn ra được. Tôi nghĩ ra rồi. Cảm ơn cụ và cháu đã giúp tôi nhìn ra. Xin chúc mừng Giáng sinh cụ và cháu. Merry Christmas. Nhiều điều tâm tình muốn nói với mày. Tao đang mong mày đến đấy. Mày nói rất đúng. Từ lâu tao chẳng bao giờ hát bài Giáng sinh nào cả. Tao cho mày biết một bí mật nhé. Tao đã quên gần hết lời ca rồi. Nhưng đó chỉ là Giáng sinh thôi. Đâu có ai thèm để ý đến chứ. Hãy xem này bạn. Đây là loại da tốt nhất đấy. Ta đã cất kỹ nó bao nhiêu năm nay rồi, để dành cho dịp đặc biệt như vậy. Đúng đấy, hơi nhỏ thật, nhưng là thứ hảo hạng. Tao sẽ sáng chế ra một món đẹp nhất. Đây là đinh bằng bạc, do ba của tao làm ra. Còn đây là những cái chuông lấy từ cây Noel đầu tiên của tao. Nó làm cho tao rất là vui. Tao đã nhất định sẽ làm một món quà Giáng sinh. Tao biết là mày đang nghĩ gì. Nhưng có một người bảo rằng năm nay ta sẽ nhận được một món quà Giáng sinh rất đặc biệt. Cho nên ta cũng cần làm một món quà đặc biệt để đáp lại cho người ta. Không biết cái anh chàng Hân này làm cái gì suốt cả đêm. Nghe nói ảnh làm món quà cho một vị vua. Sao, một vị vua à? Quà này sắp xong rồi. Mày thật không kiên nhẫn chút nào hết. Này, xong rồi, xong rồi. Có đẹp không? Đẹp thật đấy, đẹp hơn là tao tưởng tượng nữa. Mày biết không, tao muốn mọi người đều thấy đôi giày bốt đỏ này là quà lễ Giáng sinh đấy. Ôi, đôi giày đẹp quá. Đó thật đẹp, đúng là giày của vua rồi, đẹp quá. Lui ra trong chủ tịch xã vào đi. Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy đôi giày đẹp đến như vậy. Ba ơi, cái đôi giày đó mới là quà Giáng sinh của con. Con muốn ba mua đôi giày đỏ đó cho con. Dĩ nhiên rồi, con muốn là có ngay. Đi nào. Anh Hân, chào ông chủ tịch.
cần gì vào đêm Giáng sinh này? Ôi miệng lưỡi quá, anh mà cũng mừng ngày Giáng sinh sao? Ông chủ tịch, ông không hiểu nổi đâu. Ai mà nói gì, tôi ấy lâu nay tôi không có đóng giày mới, chỉ toàn là sửa giày cũ thôi. Có phải anh biết là tôi không tìm ra được một món quà lộng lẫy như đôi giày này ở trong xã mình, cho nên anh chờ đến tận đêm Giáng sinh mới tung ra bán để thừa cơ lên giá phải không? Thôi được rồi, bao nhiêu? Thưa ông chủ tịch, giày này không phải làm để bán mà chỉ để làm quà tặng thôi. Ba ơi, cũng là món quà tôi muốn mua cho con gái tôi. Anh Hưng, bao nhiêu? Hả? Không được, không được, bất cứ giá nào tôi cũng không bán đâu. Thôi đi, về thôi. Chuyện này chưa có xong đâu. Chuyện này chưa xong đâu, tôi quyết định phải mua cái đôi giày này. Mày có biết không quà, ta không thể nhượng bộ được, vì là quà tặng của Thượng Đế mà. Quả chưa ăn được đâu, bánh này để đãi một khách đặc biệt đấy. Ta đã làm một cái bánh ngon nhất. Chắc chắn là mấy không có phiền gì đâu, vì mày chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Ăn đi, sắp tới giờ rồi. Đêm Giáng sinh sắp tới rồi, và mình cũng vừa sửa soạn xong. Sao đúng lúc vậy? Thì ra là anh Đông Bưu Điện hả? Chào anh Hân, rất vui được gặp anh. Tôi đến đây để tặng cho anh một món quà Giáng sinh. Tem, tem để làm cái gì vậy? Để chúc mừng Giáng sinh anh ấy. Anh đang lạnh cống, vào sưởi ấm với tôi đi, xin mời. Hôm qua tôi đối xử thật là không đẹp với anh, xin lỗi nhé, tôi không cố tình như vậy đâu. Hôm nay anh thật sự có tinh thần Giáng sinh rồi. Đúng vậy, tôi đang chờ một người khách quý. Tôi mang biếu anh một món quà. Đây là tờ báo Giáng sinh. Nhờ vậy anh khỏi cần phải ra ngoài lạnh để mua báo. Chị thật là tốt bụng. Cảm ơn chị nhé. Có gì đâu. Ôi mùi gì mà thơm quá vậy? Tôi đang dọn tiệc Giáng sinh cho chính tôi nấu. Xin mời chị ở lại dự tiệc nhé. Xin mời ngồi. Dùng tự nhiên đi. Không sao đâu quà, chúng ta còn nhiều mà. Anh cũng ngồi xuống ăn đi. Được rồi, tôi đang chờ một quý khách. Khách của tôi có lẽ là đang đến đấy. Vị khách đó là ai vậy? Ông ta tới rồi, chờ một lát. Có rất nhiều ngạc nhiên đấy. Chúc mừng Giáng sinh anh Hân. Tôi mang quà đến tặng cho anh đây. Lịch đặc biệt đó. Cảm ơn ông chủ tịch nhiều lắm. Nhưng mà không cần thiết đâu. Là vì tôi đang nóng ruột và đang chờ đợi. Tôi hiểu, anh khỏi giải thích. Con gái tôi nó làm cho anh buồn. Nhưng mà làm sao được, nó là con một là được nuông chiều quá mức. Không phải như vậy đâu, xin mời ông chủ tịch vào dự tiệc với chúng tôi. Cảm ơn anh Hân, tiệc tùng tôi không có bao giờ từ chối đâu. Anh Hân, anh cũng ngồi xuống đi, anh là chủ nhà mà phải cầu nguyện chứ. Hồi còn nhỏ, chúng tôi từng hát bài ca cảm tạ trước khi dự tiệc Giáng sinh. Từ thiên đàng cao sang ta đến trần gian này, để mang tin tốt lành đến với mọi người. Ta báo một tin lành là sự vui mừng lớn cho hết thảy muôn dân để cùng hát ca mừng. Vì bạn đêm nay con trời giáng thế, bởi Mary, người nữ đồng trinh đã được chọn. Con trẻ hạ sinh cách kim nhường sẽ là sự vui mừng lớn cho trần gian. Cảm ơn anh thần nhé. Lâu lắm rồi tôi mới dự buổi tiệc ngon lành như vậy. Tôi bận quá không nấu nướng được gì,
Đây thật là buổi tiệc đặc biệt nhất đấy. Anh Hân này, buổi tiệc độc đáo quá, tôi phải về để kịp đi dự lễ nữa. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị, tôi rất vui mừng. Quả này, có lẽ món quà ta chờ đợi không có tới nữa rồi. Nhưng mà dù sao thì ta vẫn vui. Mày đi đi. Kìa, ông lại hiện ra nữa rồi. Ông đến đây nói chuyện nữa sao? Ông nói là sẽ có người tặng quà cho tôi mà. Quà đâu, không thấy gì hết. Tôi đã sửa soạn đủ thứ trang trí này, đốt lò sưởi này, quay cả một con ngỗng nữa, lại còn phải đóng một đôi giày bốt đỏ. Việc tặng quà Giáng sinh là một phong tục tốt như anh đã thấy. Nhưng thông điệp thật sự của ngày Giáng sinh chính là món quà Đức Chúa Trời ban cho con người. Đó chính là con Ngài. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Đúng rồi, ông nói là trời ban Chúa Giê-xu để cứu nhiều người. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, Chúa Giê-xu mới là quà thật sự. Thật tội nghiệp quá, cháu của tôi. Ba đã nói với con là có món quà đặc biệt. Thì ra là đôi giày bốt đỏ. Nhưng ông ấy chạy đi đâu mất rồi? Lily này, chạy mau lên đi. Thiên Ân, Chúa tặng cho cháu này. Cho cháu sao? Là Giáng sinh năm nay, trời đã ban cho chú một món quà tuyệt diệu. Vì vậy chỉ có chú làm thật là quá nhỏ. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Cảm ơn chú, chúc mừng chú. Nhưng mà ba ơi, cái đó mới là ý nghĩa của Giáng sinh đấy con à. Chúng ta tặng cho nhau vì ông trời đã ban cho mình quà quá lớn mà. Giáng sinh vui vẻ. Tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa.